Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học lịch sử 9, ôn thi vào 10 trên trang web olm.vn. Các em thân mến, sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi, sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vậy tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng 8 như thế nào? Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chương 4. Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 đến toàn quốc kháng chiến. Như cô đã nói ở trên, thì vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Thuận lợi đầu tiên của nước ta, đó là nhân dân hào hứng, phấn khởi khi được giành quyền làm chủ. Thứ hai, cả cách mạng, nhà nước được đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang được hình thành và phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao. Thuận lợi là thế, nhưng khó khăn với một đất nước còn non trẻ đứng lên từ chiến tranh như Việt Nam cũng không nhỏ. Cụ thể là nền độc lập của nước ta vẫn bị đe dọa. Chỉ 10 ngày sau cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công, thì quân đội của các nước phe đồng minh với danh nghĩa là vào giải giáp quân đội Nhật đã kéo vào nước ta. Kinh tế của Việt Nam đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề và hậu quả của nạn đói vẫn chưa được khắc phục. Đồng thời, ngân sách nhà nước trống rỗng và chúng ta cũng chưa kiểm soát được ngân hàng Đông Dương. Thêm vào đó thì những tàn dư của chế độ thực dân, phong kiến để lại rất nặng nề. Và người ta ví Việt Nam lúc đó như đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Và khi ấy thì nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là giải quyết vấn đề về xây dựng chế độ mới, diệt giặc đói, giặc rốt và giải quyết những khó khăn về tài chính. Tuy nhiên thì kẻ thù nguy hiểm nhất vẫn là ngoại xâm và nội phản. Đảng và nhà nước đã có những biện pháp nào để khắc phục những tình trạng này? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập nhà bình dân học vụ để giúp nhân dân xóa nạn mù chữ. Tình hình thật sự trở nên nguy hiểm khi vào đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp đã chính thức xâm lược trở lại nước ta. Chúng đã đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân ở Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn. Sự kiện này đã đánh dấu việc Pháp mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Theo các em, trước hành động ngang ngược đó của Pháp, Đảng và Chính phủ đã có chủ trương như thế nào? Các em trả lời rất tốt. Từ ngày 2 tháng 9 đến trước ngày 3 tháng 6 năm 1946, Đảng và Chính phủ đã quyết định kháng chiến chống Pháp, đồng thời hòa hoãn có nguyên tắc với quân Tưởng. Tại sao Chính phủ lại quyết định như thế? Bởi vì ta muốn tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, đồng thời tạo thêm thời gian hòa hoãn để ta có thể chuẩn bị lực lượng. Và trong thời gian hòa hoãn với Trung Hoa Dân Quốc, ta tiếp tục xây dựng, củng cố đất nước. Vào ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đã diễn ra trong cả nước, với 90% cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu, và đã có 333 đại biểu trúng cử vào quốc hội đầu tiên tượng trưng cho khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là một sự kiện trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới, thiết lập một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Và vào ngày 31 tháng 1, để giải quyết những vấn đề về tài chính, ta đã phát hành tiền Việt Nam. Đó là những biện pháp giải quyết nạn sốt, nạn khó khăn về tài chính. Thế còn nạn đói được Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa giải quyết như thế nào? Chúc mừng các em đã có câu trả lời chính xác. Và nếu trước ngày 6 tháng 3 năm 1946, như chúng ta tìm hiểu lúc trước, đó là ta thực hiện chủ trương kháng chiến chống Pháp và hòa hoãn với quân Tưởng, thì sau ngày 6 tháng 3 năm 1946, ta đã tiến hành hòa hoãn với Pháp và đánh quân Tưởng bằng việc ký với Pháp bản hiệp định sơ bộ vào ngày 6 tháng 3. Sở dĩ có sự thay đổi về chủ trương như thế là do vào ngày 28 tháng 2 năm 1946, Pháp và Tưởng đã ký với nhau bản hiệp ước Pháp Hoa. Vì thế, ta đã chủ động đàm phán với Pháp để đẩy quân Tưởng về nước, đồng thời có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng. Theo bản hiệp định sơ bộ, thì Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do nằm trong khối liên bang Đông Dương. Các em lưu ý, Pháp chỉ công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do thôi, chứ không phải là một quốc gia độc lập.
Nội dung thứ hai là ta cho phép quân Pháp ra Bắc để giải giáp quân Nhật. Đồng thời, các bên sẽ thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ. Nhờ việc ký kết bản hiệp định sơ bộ này mà ta đã tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù và giúp đẩy quân Tưởng về nước mà không tốn một viên đạn nào. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng và đồng thời Pháp cũng phải thừa nhận Việt Nam làm quốc gia tự do. Sau đó, vào ngày 29 tháng 5 năm 1946, Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam đã được ra đời hay còn được gọi là Hội Liên Hiệp. Hội được thành lập để tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Và một sự kiện cuối cùng trong quãng thời gian này là vào ngày 14 tháng 9 năm 1946, ta đã ký với Pháp tạm ước Việt-Pháp. Tại sao ta lại ký tiếp một bản hiệp định thứ hai với Pháp? Đó là do, thứ nhất là sau khi ký bản hiệp định sơ bộ, thì Pháp vẫn tiếp tục gây xung đột vũ trang ở Nam Bộ, làm cho quan hệ Việt-Pháp lúc này ngày càng trở nên căng thẳng. Và cũng giống như việc ký kết bản hiệp định sơ bộ, bản tạm ước Việt-Pháp cũng giúp ta có thêm thời gian để xây dựng và củng cố lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài. Trên đây là những sự kiện quan trọng đã diễn ra ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 đến toàn quốc kháng chiến. Trước khi kết thúc bài học, cô mời các em trả lời câu hỏi sau. Các em trả lời tốt lắm. Bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.